Là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk, đó là huyện Madarak. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem quy hoạch 2030 của huyện Madarak có gì nổi bật nhé. Đây là quy hoạch 2030 của huyện Madarak. Là một huyện nằm ở cửa ngõ phía đông của tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 90 km. Chúng ta nhìn thấy ở đây có quốc lộ 26 đi ngang. Về phía địa lý thì chúng ta thấy phía Tây giáp với huyện Ek. Phía Đông giáp với thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phía Nam giáp với huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và huyện Krông Bông. Phía Bắc giáp với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Huyện có địa bàn rộng với nhiều đồi núi, toàn huyện có 173 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 40 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Ta nhìn thấy trên địa bàn huyện Madarak có những tuyến đường giao thông trọng điểm chạy qua như tuyến quốc lộ 26. Đây là tuyến quốc lộ 26. Tuyến quốc lộ 19C. Tuyến DT693. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều tuyến đường giao thông liên xã đã được đầu tư xây dựng trong những năm gần đây. Đây là những tuyến đường đó. Phần lớn quy hoạch khu vực này là đất rừng. Những khu vực này là đất rừng. Đây là ký hiệu của rừng sản xuất. Dân tập trung đông ở khu vực thị trấn. Đây là thị trấn Madarak. Rải rác các tuyến đường này thì chúng ta thấy đây có một lượng đất phủ hồng, thì xung quanh những tuyến đường này là đất thổ cư, thì cả nhà có thể kéo thanh trực tròn này để xem hiện trạng của nó đã có nhà chưa nhé. Đây là khu vực đất phủ hồng. Hiện tại đất phủ hồng của khu vực những khu vực này thì đa phần là dân thưa thớt, chưa có nhà, còn là đất trống. Di chuyển lên phía trên một chút xíu thì chúng ta thấy khu vực này là khu đất thương mại dịch vụ, viết tắt là TMD. Kéo lên phía trên thì chúng ta thấy đây là dự án Sun Gold, dịch vụ thương mại dịch vụ của ấp Krông Đinh. Đây là nguyên khu đất thương mại dịch vụ. Hiện trạng của nó ở những khu này là đất rừng sản xuất này, còn đây là đất lúa, là ok. Rồi bên cạnh cái dự án Sun Gold này chúng ta thấy đây là cụm công nghiệp Madarak. Rồi chúng ta cùng sẽ lướt xem bản đồ quy hoạch 2030 một cách chậm để xem những khu vực ở xung quanh nhé. Đây là xã Cư Bờ Bao. Đất nông nghiệp khác ký hiệu là NKH. Để xem chi tiết quy hoạch 2030 thì cả nhà có thể truy cập vào website wuland.vn để xem chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.